Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết dành cho 3 ngày tới của kênh VTC14. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua thì Bắc Bộ đã thực sự tạm biệt những ngày thời tiết rét đậm rét hại và đón nhận tiếp trời ấm áp hơn hẳn với nhiệt độ vào sáng sớm được nâng lên mức từ 15 đến 17 độ vào ban trưa. Tuy nhiên không nắng nhiều nhưng nhiệt độ cũng bật lên được 20 đến 22 độ. Thời tiết Bắc Bộ đã thực sự ấm lên rõ rệt. Không chỉ người dân mà cả cây cỏ hoa màu cũng đang hân hoan tại đường một bầu không khí dễ chịu sau nhiều ngày rét buốt. Bên cạnh đó thì gió đông bắc suy yếu cũng khiến cho mưa gần như đã chấm dứt ở trung bộ. Toàn bộ các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi, mưa chỉ còn xảy ra ở một vài nơi và tới buổi trưa khi trời giảm mây, có nắng thì nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng lên 2 đến 3 độ và cao nhất trong ngày đã ở ngưỡng là từ 24 đến 26 độ ở Nam Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn tiếp tục duy trì kiểu thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, ít mưa và nhiệt ẩm ít biến đổi. Tuy nhiên là xâm nhập mặn đã xảy ra ở khu vực cửa biển theo như nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, thời tiết tại Bắc Bộ sẽ tiếp tục còn ấm áp trong những ngày sắp tới. Và từ trưa chiều ngày hôm nay kéo dài cho đến ngày 23, thì nhiệt độ vào sáng sớm dao động từ 16 đến 18 độ và ban trưa sẽ phổ biến trong khoảng là từ 21 đến 23 độ. Do vào đêm và sáng thì trời còn nhiều mây và mù nên ánh nắng chưa thể dọi xuống mặt đất và nhiệt độ khó có thể vượt được 23 độ. Tuy nhiên nền nhiệt độ như vậy đã rất thuận lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của hoa màu và hệ thống động thực vật. Ngày 24 thì một đợt không khí lạnh mới sẽ tác động tới khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên đợt lạnh này sẽ không mạnh mẽ, do đó chỉ làm nhiệt độ giảm thêm từ 3 đến 4 độ và rét đậm chỉ có cơ hội xuất hiện ở vùng trung du và vùng núi. Tuy vậy thì mưa sẽ xảy ra ở và bầu trời thì nhiều mây âm u hơn. Toàn bộ các tỉnh thuộc khu vực miền Trung trong những ngày sắp tới thời tiết cũng duy trì thuận lợi với tình trạng không mưa và nắng vào ban Nhiệt độ cao nhất dao động xung quanh ngưỡng là từ 26 đến 28 độ. Khu vực Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất ngày còn lên tới ngưỡng 30 đến 31 độ. <laughs> Sau đây sẽ là phần dự báo cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ vào ngày 22 và ngày 23, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trời chỉ còn rất nhẹ vào đêm và sáng. Trưa chiều thì mức nhiệt độ đã tăng dần lên ngưỡng từ 21 đến 23 độ. Riêng ở khu vực Lai Châu, Điện Biên thì còn có thể lên đến 26 đến 28 độ. Còn vào ngày 24 thì trời nhiều mây hơn, có mưa và mưa rào, nhiệt độ giảm từ 3 đến 5 độ và trời chuyển rét. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trong hai ngày tới thì thời tiết trên khu vực khá nhiều mây, sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ rải rác ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc trời rất nhẹ, trưa chiều mức nhiệt độ tăng dần và phổ biến từ 21 đến 23 độ. Sang đến ngày 24 thì trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, nhiệt độ giảm từ 3 đến 5 độ, trời rét, vùng núi và trung du dần chuyển sang mức rét đậm khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế vào ngày 22, ngày 23, đêm và sáng trời còn nhiều mây có mưa vài nơi. Trưa chiều thì nhiệt độ đã tăng dần, phổ biến lên ngưỡng là từ 26 đến 28 độ. Sang đến ngày 24 thì trời nhiều mây, mưa xuất hiện ở Bắc Trung Bộ rồi lan dần xuống phía Nam nên nhiệt độ giảm dần. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới, thời tiết trên khu vực chủ yếu có mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng là từ 21 cho đến 28 độ tại các tỉnh phía Bắc và 23 đến 31 độ tại phía Nam. Khu vực Tây Nguyên thì phổ biến không mưa, ngày nắng giáo, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 19 độ, cao nhất là từ 29 cho đến 31 độ. Riêng ở Đà Lạt thì có biên độ nhiệt ngày đêm là từ 13 cho đến 24 độ. Có lưu ý là độ ẩm giảm rất thấp vào ban trưa. Khu vực Nam Bộ thời tiết trên khu vực cũng phổ biến là không mưa, ngày nắng giáo. Nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 23 cho đến 25 độ và cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Lưu ý các tỉnh miền Đông nằm xa biển, độ ẩm sụt giảm mạnh vào ban trưa. Khu vực biển Đông trong những ngày tới thì khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 4 cấp 5, phổ biến là ít mưa nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Tuy nhiên từ ngày 24 thì không khí lạnh lại tràn về và gió đông bắc lại mạnh dần lên mức cấp 5 và cấp 6, trời nhiều mây có mưa nhỏ làm giảm tầm nhìn xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong khi đó, thì khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả khu vực biển quần đảo Trường Sa cũng sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5. Mưa rông giảm hơn chỉ xảy ra ở một vài nơi, sóng biển giảm dần chỉ còn từ 1,75 đến 2,5 mét. Thưa quý vị, như vậy thời tiết sẽ còn dễ chịu với mức nhiệt khá ấm áp ở Bắc Bộ trong hai ngày tới, mặc dù đêm và sáng trời còn nhiều mây có sương mù. Tới ngày 24 thì không khí lạnh tràn về khiến mưa trở lại, nhiệt độ giảm, tuy nhiên rét đậm chỉ mới chớm xuất hiện ở vài nơi. Thời tiết tại ven biển Trung Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ mát mẻ chỉ còn rét nhẹ vào sáng sớm. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi, ngày nắng giáo không mưa. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.